Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Như các bạn nhìn thấy tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với chương thứ 6 trong bộ truyện Tan Trùng Tang của tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung của video luôn ha. Các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất nhấn vào nút đăng ký kênh. Sau khi nghe xong cái clip này thì các bạn hãy nhớ để lại cái ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận. Và tất cả những cái sự tương tác đó là cái niềm ủng hộ rất là lớn đối với Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Ê, ê, đứng lại, đứng lại! Thầy Kha chưa kịp gặng hỏi gì thêm, thằng khờ đã bỏ chạy đi mất. Có vẻ như lời cảnh báo từ thằng khờ đã trở thành điều khiến bác tôi luôn trăn trở. Ông đưa tay với ý định muốn bảo thầy Kha đừng vào, nhưng vị thầy bước rất nhanh, vừa đi vừa đảo mắt khắp khoảng sân. Ái chà, ta đã hiểu sao sư nhị không đấu lại trùng này. Nó biết che giấu trùng đạo bằng những thuật phá yểm nhà, phá yểm đất. Lúc nó tới không ai hay, lúc nó đi á chẳng ai lường. Sư nhị xem ra đã quá thiếu thận trọng rồi, nhưng ta thì không. Đem cuốn gia phả lại đây cho ta. Đứng trước linh cữu của cụ quan đã được liệm, thầy Kha vừa xem gia phả vừa lẩm nhẩm trong miệng. Ông còn lấy một tờ giấy ra viết viết tính toán. Mọi người trong nhà đứng xung quanh, họ đều im lặng theo dõi. Quả như dự đoán của thầy Kha lúc nghe ông Đại kể về những cái chết trong tình trạng quái ác. Lúc này, ông đã chính thức tính ra được ai sẽ là người tiếp theo bị gọi đi và hiểu quy luật của loại trùng mà gia đình cụ quan đang gặp phải. Tuy nhiên, ông không được tiết lộ vì chính ông sẽ lãnh lấy nghiệp báo. Việc duy nhất vị thầy có thể làm đó là cắt trùng, chấm dứt chuỗi tang tóc. Thầy Kha cất mạnh giấy tính toán vào túi bên hông. Ông ta bước ra đứng trước hiên, chống tay đâm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, thầy Kha lên tiếng. Mọi người giúp ta chuẩn bị lễ nghe chưa? Chưa biết thầy Kha dự tính sẽ làm gì, nhưng vừa nghe thế vậy, ai nấy đều sốt sắng đi sắp xếp bày biện theo ý của vị thầy. Có người chạy lại báo với ông ta thêm về việc là bà Hợp đã mất và hóa thành ma quỷ. Sai, chuyện nhỏ, cứ mang vải áo về, ngâm nó trong dầu hôi. Sau đúng 3 canh giờ thì lấy ra bỏ vào quan tài cùng với mấy đồ dùng khi người sống hay dùng. Tránh vật màu đỏ, sau đấy tổ chức tang như bình thường. Nói xong, thầy Kha bước tới bên đại. Bác tôi nghe loáng thoáng thầy hỏi chuyện với cậu thanh niên kia. Các cụ nhà này nuôi âm binh lâu chưa? Đại chớp chớp mắt nhìn vị thầy. Là, làm sao ạ? Ông ấy nhoẻn miệng cười. Thì ra con trai duy nhất của bác cậu cũng không biết hay sao? Dạ, nhưng mà sao đó thầy? Có thể vì một nguyên nhân nào đấy nên là các cụ mới không có nói ra. Nhưng dù gì đó, người cũng là con trai lớn trong nhà, cần phải biết. Thầy Kha chỉ tay về phía căn kho ở sân sau. Chắc chắn là các cụ cũng đã đoán ra ngày này sẽ tới, nên mới nuôi nhốt âm binh để thủ sẵn thế kia. Còn vài canh giờ nữa, ta sẽ làm lễ triệu binh. Chỉ có như vậy mới đủ sức đấu với loại trùng này. Một loại trùng rất là hiếm gặp. À, mà nè, người nhớ đừng có kể cho ai nghe. Càng ít người biết thì càng tốt. Vì chính các cụ nhà ngươi chắc cũng muốn giấu đi nhiều điều. Vị sư thầy tên là Kha này không tu hành cùng phái với thầy nhị. Chỉ hiểu biết đôi chút trong việc điều âm binh và cảm nhận được sự hiện diện của họ. Đó cũng chính là nguyên do ông ấy không thể nhìn rõ bác tôi có căn luyện binh, cho nên chẳng quan tâm tới bác tôi nói gì, mặc cho bác tôi tìm cách bắt chuyện với ông ta. Về pháp lực, thầy Kha cũng kém tinh thông so với thầy nhị, nhưng ông ấy lại là người rất mạo hiểm, dám thử sức nhưng vẫn biết cẩn trọng tìm đường lui. Sở dĩ ông ấy ngộ ra được trùng đạo và biết đây là loại trùng nào là vì ông ấy chuyên trong việc quan sát và tính toán. Đây có thể xem là điểm mà người hấp tấp và ngạo mạn như thầy nhị khó lòng làm được. Bác tôi đi vô trong cho vị pháp sư uống thuốc. Người này vẫn mê man như đang ngủ, ngáy từng hồi.
Quá nhiều nỗi lo dấy lên trong bác tôi từ lúc thằng Khờ cảnh báo thầy Kha không nên vào nhà. Bác tôi nhìn mặt của Pháp Sư Nhị, ông thở dài. Nguy rồi thầy ạ. Tôi biết chỉ thầy mới có thể mở cánh cửa và dùng được những âm binh kia. Giờ chỉ còn hy vọng mọi thứ không vượt ra khỏi sự suy tính của cụ quan. Hy vọng là vậy. Gần đến giờ ngọ ba khắc, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, nhưng mây mờ vẫn che kín đi ánh sáng. Mọi thứ hầu như sắp chuẩn bị hoàn tất. Lý do thầy Kha chọn giờ này để làm lễ triệu binh vì đây được xem là giờ dương khí bao trùm mặt đất rất mạnh. Nếu âm binh có thoát ra ngoài cũng lập tức bị làm cho suy yếu. Thầy Kha chỉ điểm đại đứng kế bên để giúp ông làm lễ, còn lại cấm tuyệt đối bất cứ ai tới gần trong khi ông thực hiện. Mọi người đứng dưới hiên, có người leo lên tận mái. Tuy lo lắng cho đại nhưng họ chỉ biết xem ngóng những điều mà họ vẫn chưa tỏ tường. Theo tôi nghĩ, mấy cái linh hồn từng chết trong nhà này đang báo oán đó. Ừ, đúng rồi. Nhà gặp nạn trùng tan á, có thể là do như vậy đó. Chắc chắn luôn chứ có thể gì nữa. Không thấy ông thầy đang làm lễ đuổi vong hả? Đàn bà trong nhà, con rể, con, cháu, người làm, ai cũng bàn tán xôn xao theo những gì họ nghĩ. Bác tôi rất muốn nói ra cho mọi người biết sự thật, nhưng cụ quan sẽ khó lòng nhắm mắt nếu bác tôi làm trái lời của cụ. Phía trước cửa kho, một chiếc bàn gỗ được đặt cách tầm 5 thước. Trên ấy là những món đồ cúng, giấy tiền vàng mã, gạo, còn có một cái bát đầy tiết gà trống đã pha hãm giúp tiết không đông nhanh. Thầy Kha châm cả bó nhang, ông cắm vào cái lư hương khá lớn trên bàn rồi cúi bái bốn phương tám hướng. Đại đứng bên cạnh, tay cầm chiếc ô, nên dù cho trời vẫn lất phất mưa, cũng không làm ảnh hưởng đến việc của thầy Kha. Vì thầy ấy lấy một con dao có cán bằng gỗ nu hương, tay còn lại cầm vật như cái bình hồ lô, di chuyển từng bước lại bên cánh cửa theo ý đồ riêng. Ông bảo đại cứ ở yên chỗ bàn cúng, tuyệt đối đừng tới gần. Trong bác tôi xuất hiện nhiều dự cảm về điều cực xấu sẽ xảy ra, nhưng chỉ còn biết theo dõi từ hiên nhà, thầm cầu trời cầu đất cho thành sự. Thầy Kha bắt đầu đưa dao lên, ông vạch trên cửa những kiểu tự mà chỉ người luyện pháp mới biết, nhưng có thể tạm hiểu là tác dụng của việc này để gọi những chủ thể thuộc về âm giới đang ẩn nấp phía sau hoặc bên trong một thứ gì đấy. Khi thầy Kha hoàn tất đường tự đầu tiên, cánh cửa bỗng rung chuyển nhẹ, những sợi xích và ổ khóa cũng lung lay, hệt như ai đó trong kho đang đập vào từng hồi. Mọi người thấy thế ngơ ngác nhìn nhau, người sợ người hoang mang, vì chính họ cũng không nghĩ sẽ phải gặp phải dấu hiệu rõ ràng liên quan tới ma quỷ như vậy. Một số cô cậu từ khi sinh ra tại nhà này đã thấy căn kho ấy im ỉm, vậy mà giờ nó lại thế kia, thật sự rất bất ngờ. Cô Lành đứng gần bác tôi, bà ta tấm tắc khen. Quả là thầy cao siêu, lần đầu tiên ta được chứng kiến cảnh đuổi vong đó. Bà Uyên đưa ngón tay lên cắn. Chà, cũng phải mấy chục năm bên trong cái kho nhà mình, có khi bọn vong này đã luyện thành quỷ luôn rồi đó. Ôi chào, mày lo cái gì, thầy Kha giỏi lắm. Bác tôi thầm nghĩ, khổ thật, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt biết bao. Đây là âm binh, rất nhiều âm binh là đẳng khác, còn không phải loại âm binh thường được luyện nữa. Thầy Kha rút dao lại, ông vừa kết thúc việc đi kiểu tự thứ hai. Bỗng nhiên, trên cao sầm tối lại, mây đen vón cục phủ kín hết cả một vùng trời. Những trận gió quái lạ luồn lách đến từng khe hở ở mái, tạo ra tiếng hú vô cùng não nề. Khăn tang trên đầu mọi người bay phấp phơ, biết bao giọt mưa lạnh toát tạt vào trong hiên làm ai nấy phải đứng sát rạc vào nhau. Đại cố gồng hai tay giữ chặt chiếc ô, nhưng những cơn gió lốc khiến cậu ta khó lòng đứng vững. Lúc này, thầy Kha từ từ lùi lại, cánh cửa càng ngày chuyển động dữ dội hơn, dây xích và ổ khóa đánh vào nhau nghe beng beng nhức óc. Tiếng ầm ĩ phát ra ở cửa như có hàng vạn cánh tay đang ra sức đập mạnh vào, làm bác tôi và mọi người bắt đầu khiếp sợ. Nét dè dặt lộ ra trong cử chỉ của thầy Kha. Ông ấy ngước mặt lên trời rồi lại nhìn về phía cửa, chừng muốn bước tới, tay muốn đi bài cuối nhưng chỉ biết ngập ngừng nghĩ suy. Thầy Kha đá mắt về phía đại,
trông như muốn nhắc nhở về điều gì đấy, và có vẻ cậu ta cũng hiểu ý nên liền gật gật. Thầy Kha đưa vật giống bình hồ lô lên, ông nhe răng kéo mớ vải bịt đầu thứ đó ra rồi phun xuống đất. Vị thầy nắm thật chặt cán dao, đã tới lúc ông ta phải hoàn tất bài cuối cùng. Những âm thanh cọ xát giữa cụ gỗ và lưỡi dao bén ngót vang lên. Mọi người hồi hộp trông ngóng những điều mà họ không biết sẽ xảy ra tiếp theo như thế nào. Thầy Kha kéo kiệu tự cuối cùng một cách vô cùng nặng nề. Những lá bùa bám dính trên cửa phút chốc tự động tróc ra, rơi xuống đất. Ông vội ném con dao qua bên cạnh. Vậy là bài triệu âm binh cũng đã hoàn tất. Thầy Kha vội lùi người, đưa vật như bình hồ lô ngay trước mặt. Ông canh thẳng nó về phía khe cửa, quát to: "Hãy theo ta!" Bỗng nhiên, một tiếng động rất lớn vang lên. Cánh cửa kho mở tung, mấy ổ khóa và xiềng xích đứt vụn rơi xuống đất. Không ai nhìn thấy bên trong căn kho đó có gì. Họ chỉ nghe bên tai là vô số tiếng động vô cùng ma quái. Đột nhiên, đôi mắt thầy Kha mở căng ra. Dường như ông ấy đang hết sức kinh ngạc vì trông thấy những âm binh khác hoàn toàn với suy nghĩ của ông. Thầy vội chạy về phía của bàn cúng. Ông nhanh tay chớp lấy bát tiết. Bỗng, ở trên mái nhà có một người xuất hiện, hô to ngăn cản: "Tên kia, không được!" Đấy chính là Pháp Sư Nhị. Bác tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ông ấy tỉnh dậy từ lúc nào thế nhỉ? Mọi người xung quanh ồn ào, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã không còn kịp nữa. Thầy Kha đã hất mạnh bát tiết tới ngay trước mặt đất dưới cánh cửa. Lập tức, bác và mọi người nhìn thấy rất nhiều dấu tay dấu chân dính máu đỏ ngầu nổi lên, nhưng lại chả thấy ai hết. Chúng tiến rất nhanh tới chỗ của thầy Kha. Vì thầy không thể trở tay, cả cơ thể ông bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa khoảng sân. Sư nhị, cứu tôi sư nhị! Thầy Kha cuống cuồng la lên nhờ giúp đỡ. Mọi người thấy thế cũng hô hoáng không ngừng. Thầy Nhị gãi đầu, lão vẫn đứng trên mái nhà, chẳng dám di chuyển thêm bước nào. Trời ơi, chỉ có ông trời mới cứu được người. Tay chân thầy Kha đột ngột dịch qua trái rồi lại dịch qua phải. Những âm thanh rơm rớp vang lên. Ông ta đang bị quân âm binh bẻ xương. Bọn chúng dường như rất căm giận người này. Nhưng khi ấy bác tôi vẫn chẳng hiểu lý do tại sao, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhìn thầy Kha đau đớn kêu gào tuyệt vọng, mọi người hết sức hoang mang. Họ chỉ nghĩ những vong kia thực sự là quá mạnh. Vào trong hết đi! Đại vứt chiếc ô lồm cồm bỏ chạy. Nhiều người khác nhanh chân dẫn con cháu trốn vào trong các gian. Bây giờ chỉ còn bác tôi đứng dưới hiên theo dõi tình hình. Ông rất muốn ra ngoài đấy cứu thầy Kha, nhưng chẳng biết nên làm thế nào. Thầy Nhị lẩm nhẩm niệm chú xin âm binh bớt giận. Tuy nhiên tình thế vẫn không hề biến chuyển. Đám quân này khác xa với những âm binh lão ta luyện. Do vậy lão cũng chẳng dám lao đầu ra mà chế ngự. Con dao khi nãy thầy Kha sử dụng từ dưới đất đột ngột bay lên. Nó đâm chém điên cuồng vào người của vị thầy. Máu phục bắn tung tóe. Ông ta chỉ kịp la thêm tiếng nữa thì con dao nhọn chui tọt vào miệng. Nó kéo dài một đường từ trên xuống dưới. Bác tôi chẳng dám nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy. Cái cảnh tượng mà âm binh moi ruột móc gan vứt tứ tung. Thầy Nhị lùi lại, lão nấp sau mái nhà. Lũ âm binh này quả thật vừa mạnh lại vừa hung hãn. Thì ra Pháp Sư Nhị cũng có lúc biết sợ là gì. Khi đã thỏa mãn việc hành xác, âm binh ném mạnh thầy Kha xuống bàn cúng. Người ông ấy chẳng còn gì ngoài cái đầu sắp lìa khỏi cổ và phần dưới xương nát vụn lòi hẳn cả ra. Tiếng hú đinh nhức vang tai vụt qua. Bác tôi bất giác quay đầu nhìn theo. Ở những vụn nước động, nước văng tung tóe như bị nhiều người liên tục dẫm lên. Chỉ trong vài giây sau, bác tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Bầu trời phía trên, những cụm mây đen từ từ tản ra. Chúng kéo nhau về phía tây như có chủ đích. Bấy giờ, thầy Nhị mới dám đứng dậy. Lão từ trên mái nhà nhảy xuống rồi chạy lại bên xác của thầy Kha. Lão Pháp Sư kéo tà áo qua một bên, khuỵu gói, thở dài. Xin lỗi, không phải do ta không muốn cứu ông. Coi như sanh nghề tử nghiệp vậy. Bỗng, cái xác thầy Kha từ từ teo túp lại. Trong phút chốc chỉ còn mỗi bộ áo lễ nhúm móng, thịt xương da đều rã ra hết.
tới chết cũng chẳng được toàn thây. Bác tôi biết âm binh dường như đã rời khỏi. Căn nhà kho giờ mở tan hoang, chẳng còn hiện tượng gì ở đấy nữa. Ông chạy một mạch lại bên thầy Nhị. Chúng ta phải đi tới đền thờ của dòng họ gấp thầy ơi. Nhanh thầy ơi, buôn âm binh sẽ bị kẻ khác điều khiển mất. Vị pháp sư xoay đầu nhìn bác tôi. Lão ấy bỗng trề môi, một hành động mà lão ta chưa bao giờ làm trước đây. Không được đâu em. Quân âm binh chúng tụ họp về sông ở phía Tây, cũng là nơi gần đền thờ. Người mang căng ra đó sẽ bị chúng vật chết đó. Chuyện điều khiển âm binh đâu phải trò đùa. Bác tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn thầy Nhị. Ông ấy vừa gọi mình là gì thế nhỉ? Ủa, bàn sao em biết âm binh thoát ra? Em thấy được luôn hả? Không, cụ quan đã nói tôi nghe đêm trước. Còn mọi người thì vẫn nghĩ trong căn kho đó nhốt vong. Ông pháp sư ôm bụng cười khăng khăng. Mà nè thầy, thầy có nhớ tôi là ai không? Em hỏi gì mà lạ vậy? Tất nhiên anh biết em là Hoàng, thầy thuốc trẻ tuổi nhưng vang danh khắp vùng này. Anh rất mến những người hành y đó chú em. Bác tôi đứng sững người ra. Bây giờ ông ấy đã hiểu. Vậy lời thầy Sửu từng dặn quả không sai. Thuốc hồi nguyên tuy giúp các bậc luyện pháp nhanh bình phục, nhưng làm thay đổi tính cách của họ hoàn toàn. Đứng trước mặt bác tôi, thầy Nhị bây giờ như là một con người khác. Ông ta có chút thân thiện, dễ tính. Cử chỉ cũng như cách xưng hô với bác tôi cũng thay đổi hẳn. Và ông ấy tỏ ra kính trọng bác tôi nhiều hơn trước. Nhưng mà thầy tỉnh dậy từ lúc nào? Sao thầy biết mà ra đây? Vị pháp sư lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Anh đang ngủ ngon thì nghe có tiếng âm binh náo loạn ở chỗ này nên mới mò ra hóng thử. Ai ngờ đâu, lão Kha tự ý bày tiệc triệu quân linh đình nhưng sai cách hết cả, tự rước họa vào thân. Mà sao em lại không gọi anh vậy? Lão Kha kia đâu phải là người nắm rõ chuyện binh pháp. Mời ông ấy về làm cái gì? Bác tôi ngờ nghịch nhìn vị pháp sư. Thầy có biết thầy đã bị gì không? Tôi phải cho thầy uống thuốc. Tôi làm mọi cách nhưng thầy vẫn không có tỉnh. Người nhà của cụ quan chẳng còn biết cầu cứu ai nên đành mời thầy Kha về đó. Hả? Sao? Đêm qua chúng ta còn đi bẫy trùng. Chẳng lẽ mới vài canh giờ mà đủ chuyện xảy ra rồi hả? Bác tôi lắc đầu liên tục. Không phải, thầy đã ngủ đến tận 2 ngày một đêm rồi đó. Thầy bị thần trùng đánh tới mức trọng thương. Cái gì? Sao có chuyện đó được? Rõ ràng thần trùng vẫn chưa có tới mà. Bác tôi dừng hiểu ra, vị pháp sư đã bị mất luôn một phần trí nhớ về việc giao đấu với thần trùng. Mọi thứ sẽ lại càng khó khăn hơn khi ông ta quên mất sức mạnh của địch thủ thế nào để đưa ra cách đối phó tốt nhất. Có vẻ như bác tôi phải kể thật rõ cho thầy Nhị nghe tất cả những chuyện và hướng mà cụ quan đã chỉ bảo. Nói tóm lại là tôi có rất nhiều việc cần bàn với thầy. Chúng ta đi vào bên trong đi. Thầy Nhị lấy tay vỗ vỗ lên đầu. Ông ta cảm thấy mơ hồ. Chính ông ta cũng dần nhận thức được mình bị mất đi một phần ký ức. Nếu như theo lời em nói, nghĩa là thần trùng vẫn chưa có bị bắt. Chả lẽ thần trùng này mạnh đến thế sao? Vậy thì cần phải tính trùng đạo lại từ đầu đó. Không cần đâu. Bác tôi nhớ lại mảnh giấy mà thầy Kha đã cho vào túi. Những tính toán cô mới chắc chắn ở trong đó cả. Thầy Nhị khó lòng mà tính toán tốt và chính xác bằng thầy Kha. Bởi vì tính của thầy Kha thì cẩn thận hơn ông thầy Nhị nhiều. Và đó cũng chính là lý do bác tôi muốn sử dụng phép tính của thầy Kha hơn là nhờ thầy Nhị lần nữa. Bác tôi cúi xuống, đưa tay lục lọi chiếc áo sũng nước mưa và máu. Nhưng thật lạ, ông tìm tới tìm lui vẫn chẳng thấy mảnh giấy đó đâu. Sao vô lý thế nhỉ? Rõ ràng phải ở trong cái túi này chứ. Chẳng lẽ bị rơi mất rồi? Sau một hồi loay hoay nhưng không có kết quả, bác tôi đứng dậy. Ông nhìn về phía hiên nhà. Mọi người đang trở ra. Chắc họ muốn biết tình hình của việc đuổi vong như thế nào rồi. Nãy giờ ai cũng nấp phía trong, chẳng dám ló ra xem. Nên cảnh tượng thầy Kha bị hành xác tới chết chỉ mỗi bác tôi và thầy Nhị chứng kiến. Sao đây thầy?
có nên nói cho mọi người biết âm binh đã giết thầy Kha được không? Ừ, phải nói thôi. Nhưng mà... Bác tôi hiểu ngay ý của thầy Nhị. Thầy cũng thừa rõ chuyện nuôi âm binh là bí mật của cụ Quang, không muốn quá nhiều người biết. Chính vì vậy khi cụ Lành và nhiều người chạy lại, bác tôi đành phải thông báo tin dữ, nhưng né tránh điều cần ẩn đi. Vong đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên thầy Kha, ông ấy đã hy sinh rồi mọi người ơi. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Họ tiếc nuối cho một vị thầy đã hết lòng giúp đỡ gia đình này, nhưng họ run sợ khi nhìn vào chiếc áo đẫm máu dưới mặt đất. Họ xôn xao bàn tán. Đó, thấy chưa, tôi đã nói rồi, bọn Vong này á mạnh lắm. Ừ, mà công nhận. Cũng may á, đã đuổi được đi. Nếu không chả biết chuyện chi á, sẽ xảy tới nữa. Dù sao cũng tội nghiệp thầy Kha thiệt. Ông ấy có lẽ đã cố sức rồi. Cụ Lành đưa mắt nhìn bác tôi và Pháp Sư Nhị. Bà ta thấy cả hai người vẫn còn đang suy tư nên liền hỏi. À, nhưng mà chuyện đã kết thúc chưa các thầy? Trùng tàn được hóa giải chưa? Thầy Nhị lắc đầu. Vẫn chưa đâu chị, nhưng chị cứ an tâm, cứ cho tụi em thêm thời gian. Tưởng thần trùng muốn nhốt là nhốt được liền hay sao? Cụ Lành ngớ người. Bà ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với cách xưng hô và thái độ của thầy Nhị. Thêm vào đó, thầy Nhị được xướng danh bởi tài phép tinh thông. Tuy nhiên ông lại bị đánh trọng thương. Tới giờ đã tỉnh nhưng vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện. Cụ Lành không khỏi lo lắng và mỏi mệt. À, ừ, vậy thì khoảng bao lâu nữa hả thầy? Bác tôi đưa tay lên. Cụ cứ bình tĩnh chờ tin tốt. Bây giờ phiền mọi người giúp tôi dọn dẹp chỗ này, đưa bộ áo thầy Kha về lại am. Tôi và thầy Nhị còn nhiều việc riêng cần bàn với nhau. Khi nào xong tôi sẽ báo lại sau. Bác tôi cùng lão pháp sư trở lại phòng. Vừa vào trong, bác tôi hỏi ngay. Cụ Quang từng nói với tôi á, là chỉ có mình thầy mới đủ khả năng triệu quân và điều khiển âm binh. Vậy tại sao khi thấy họ thoát ra ngoài thầy lại đứng yên như vậy? Thầy có thể cứu được thầy Kha cơ mà. Vị pháp sư phì cười. Lão ta ngồi xuống ghế, một chân gác lên. Quả thực thì anh làm được đó chú em, nhưng phải tiến hành đúng cách. Đây không phải loại âm binh mà các bậc luyện pháp thường dụng, nên bày biện cúng kiến nó cũng khác. Như thầy Kha đó, ông ấy làm vậy là đang tự chọc tức đám âm binh kia. Thú thật với em á, khi âm binh nổi giận rồi thì chỉ có Hắc Bạch lão già với các phán quan á mới dám đương đầu mà thôi. Vậy loại âm binh ấy chính là thủy binh đúng không? Thầy Nhị khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của bác tôi. Ông ta đứng bật dậy. Ồ, em biết cả thủy binh hả? Không, cũng là cụ Quang nói cho tôi hay. Chà, ông già ấy từ lúc nào mà chịu hé lộ nhiều bí mật thế kia? Ông ta chuyên giấu như mèo giấu cứt mà. Ông ta đâu rồi em? Bác tôi đưa tay lên trán, buông tiếng thở dài. Cụ Quang mất sáng qua rồi thầy ơi. Thiên Hải á, đang ở căn trước đó. Thầy lo liệu ngày giờ hạ nguyệt cho cụ ông đi. À, còn anh Bách với cô Hợp nữa, họ cũng vừa mất hôm qua rồi. Nghe bác tôi nói thì thầy Nhị như bị sét đánh qua tai. Lão ta sững sờ. Giờ thì vị pháp sư đã hoàn toàn tin về việc mình đã ngủ gần 2 ngày trời và đủ thứ chuyện đang dồn dập ập tới. Thầy Nhị ngồi xuống. Lão lấy ấm trà nốc liền một hơi như thể trấn an lại phần nào bình tĩnh. Thần trùng ấy rốt cuộc là như thế nào? Sao anh không thể nhớ anh đã giao đấu với nó? Bực quá đi chứ. Bác tôi dựa lưng vào cột nhà. Ông nhìn ra ngoài bầu trời âm u. Sức mạnh của nó ghê gớm tới mức á, mắt đĩa đèn sáng quắc nóng hừng hực. Tôi đã cố gắng cảnh báo để thầy dừng lại, nhưng vì mưa giông gió giật cộng với tiếng âm binh quá lớn đi, thầy chẳng nghe tôi nói gì hết. Do vậy thầy mới tiếp tục giao đấu. Và kết quả thầy cũng biết rồi đó. Thầy bị trọng thương và thần trùng thì điên cuồng đoạt mạng. Nghe bác tôi kể tới đây, thầy Nhị sực nhớ một chuyện. Lão ta chạy vội lên bên mâm đồ cúng chính lão và bác tôi đã cùng làm. Nó vẫn còn phủ lá chuối phía trên,
nhưng đồ ăn thì đã ôi thiêu toàn bộ. Nguy to, em có làm lễ đãi quân chưa? Bác tôi chớp mắt nhìn lão pháp sư. Sao thầy hỏi tôi câu đó? Thầy đâu có chỉ tôi cách làm lễ đãi quân sau khi kết thúc việc đâu. Vị pháp sư hít một hơi sâu, lão ta thở mạnh ra trong sự căng thẳng. Chết thiệt, thảo nào khi nãy niệm phụ gọi quân để cứu lão ca, quân lại không lên. Em nghe nè, nếu anh mà bị trọng thương đó, có nghĩa là quân anh điểm cũng đã bị đánh tan tác, vừa hao tổn âm lực, lại vừa không được mời về chiêu đãi. Chắc chắn bọn họ đang rất là tức giận, ẩn nấp ở nơi nào đấy để chờ phục hồi rồi quay lại trả thù. Cái gì? Trả thù? Trả thù gì cơ? Mồ hôi rơi xuống, khuôn mặt thầy Nhị đắn đo, lão hạ giọng. Trả thù người điểm binh. Bác tôi bước ra trước cửa, ông đưa tay lên trán suy tư. Có quá nhiều chuyện đang diễn ra cùng lúc. Và nghĩa là thầy đã trở nên yếu hơn vì thiếu âm binh hả? Vị pháp sư lắc đầu. Không hẳn đâu, anh chỉ yếu đi một phần thôi. Anh vẫn còn âm binh để dùng. Tuy nhiên nếu đám âm lính kia quay lại mà trả thù đó, rất khó để gọi số âm binh còn lại ra giao chiến, vì bọn họ đã từng tu luyện cùng nhau. Và đi theo thầy á, bao lâu nữa đám âm binh kia sẽ quay lại? Anh không chắc. Anh chưa bao giờ để âm binh của mình phải thua trận hay tiêu tổn âm lực hết, nên việc đoán ra thời gian bao lâu bọn họ hồi phục thiệt là không có đơn giản. Bác tôi nhìn về phía tây, nơi những cụm mây đen đang dồn về. Có lẽ còn phải xem xét cái nào quan trọng hơn mà thực hiện trước. Việc đầu tiên cần làm là phải chế ngự được thủy binh. Khi có thủy binh á, sẽ giải quyết được mọi sự. Thầy Nhị gật đầu. Đúng thế, thủy binh này rất là mạnh ngang. Chỉ cần quy phục được và nắm quân ấy trong tay, chắc chắn diệt được trùng kia. Và chuyện chặn đám lính muốn trả thù là việc cỏn con. Tuy nhiên điều ấy thật sự không dễ đâu, thậm chí là vong mạng đó. Bác tôi nhìn vị pháp sư. Còn nếu có cốt thủy tử thì sao? Chỉ cần luyện thứ ấy chắc chắn tất cả thủy binh sẽ nghe theo. Thầy Nhị giật mình, lão ta vô cùng kinh ngạc khi nghe lời bác tôi vừa nói. Hả? Cái gì? Em biết cả cốt thủy tử hả? Đó là thứ mà những bậc luyện bùa phép khắp vùng này luôn kiếm tìm. Nó ở đâu? Bác tôi ra hiệu cho thầy Nhị vào bên trong. Ông nhìn qua nhìn lại rồi khép hờ cánh cửa. Bác tôi khẽ đáp. Cụ quan đã kể cho tôi nghe về cốt thủy tử. Nó gắn liền trực tiếp với tai họa mà nhà này đang nhận lấy. Cốt thủy tử hiện đang được cất giữ bí mật tại chính đền thờ của dòng họ đó. Thầy Nhị đập mạnh bàn tay xuống bàn. Trời đất, thảo nào loại trùng xuất hiện lại mơ hồ và nhiều tài phép tới thế. Thì ra nhà này từng đắc tội với cả linh thú hả? Giờ anh hiểu rồi. Thủy binh tập hợp lại phía tây, chắc chắn vì luồng pháp khí mà cốt thủy tử tỏa ra giúp chúng củng cố âm lực. Loại pháp khí chỉ duy nhất thủy binh mới nhận thấy mà người thường hay thầy luyện đều không thể. Bác tôi gật đầu. Ừ, và trước khi mà cụ quan cũng mất á, ông ấy đã dặn tôi kể cho thầy nghe đầu đuôi ngọn ngành. Phải hiểu rõ thì mới giải quyết được thầy ạ. Đừng có nóng vội mà hỏng chuyện lần nữa nghe. Thầy Nhị chăm chú nhìn bác tôi. Em cứ nói hết những gì cụ quan muốn em nói đi. Anh nghe này nè, lần này á là phải làm nên cơm nên cháo. Bác tôi im lặng một hồi, rồi những hình ảnh về cái đêm trước khi mà ông cụ quan mất hiện ra trong tâm trí. Lời của ông cụ như văng vẳng bên tai. Năm ấy vì thời cuộc nước mình, gia đình tôi phải chuyển đến vùng đất này để sinh sống gần các bác các chú. Tại đây một nơi hoang địa, heo hút, rất vắng bóng người. Làng Minh Thị thời đó còn chưa được đặt tên,
Mảnh đất này chủ yếu bà con tập trung làm nghề chài lưới sống ven con sông Thạch Hầu. Các chú, các bác của tôi cũng thế. Cha tôi là cụ Triều, mẹ là cụ Đoan, em trai duy nhất là Cầu. Khi ấy tôi 23, cha tôi thì gần 50. Nhưng như cậu Hoàng biết đó, thời chúng tôi thì cái tuổi mới gần 50, sức khỏe vẫn còn tràn trề. Cha tôi dẫn tôi đi học cách đánh bắt cá của các chú các bác để mưu sinh qua ngày. Mẹ tôi thì ở nhà chăm lo cho em trai. Ngặt nghèo thời gian ấy, em tôi bị bệnh nặng. Sau, các chú bác thương tình, họ cho gia đình tôi một chiếc ghe cũ với chút đồ nghề chài lưới. Chứ khi ấy rất khổ cậu Hoàng à, tiền đâu mà mua. Nhà tôi mừng lắm khi nhận được lòng tốt của các chú các bác. Nhưng trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì hết. Họ đưa ra điều kiện á, đấy là chỉ được đánh bắt ở khúc sông dẫn tới rừng tá. Cái thời ấy nghe tới rừng tá đó, dân bản địa ai ai cũng sợ, vì nơi ấy có rất nhiều tinh tà ma quỷ ẩn náu. Bên cạnh đó cá ở khúc sông cực kỳ ít. Người ta nói tất cả là do một con yêu sống sâu dưới bên dưới nước. Nó được gọi là thủy tử, nhưng cũng có nhiều người nói nó là linh thú của thần cai thủy vực. Cho tới nay, nguồn gốc thật sự của thủy tử vẫn chưa có được làm rõ đâu. Nhưng mà cậu cứ nghe tôi kể những chuyện xảy ra tiếp theo thì chắc chắn tự hiểu đó là ma quỷ hay là thần thánh. Lý do duy nhất khiến các chú các bác chỉ cho tôi và cha bắt tôm bắt cá ở đó vì họ sợ tranh mất phần của họ ở các khúc sông khác. Nhưng mà gia đình tôi từ nơi xa chuyển tới đâu có biết gì. Chuyện ít tôm cá hay chuyện ma quỷ chẳng ai nói chúng tôi nghe cả. Căn nhà tranh của gia đình tôi cũng không có nhà dân nào ở gần đó, nên mọi thông tin chúng tôi tiếp cận đều mờ tịt hết trơn. Cha và tôi bắt đầu đi giăng lưới ở khúc sông gần cái rừng tá đó, nhưng cả một ngày trời chỉ được vài con tôm con tép nhỏ xíu. Ngày qua ngày thì việc đánh bắt chẳng hề khá khẩm hơn chút nào. Lượng tôm cá bắt được chỉ đủ cho gia đình tôi ăn với rau dại qua bữa, chả đủ mang ra chợ để mà bán nữa kìa. Cuộc sống thì ngày một khó khăn hơn. Em trai tôi thì bệnh ly bì, quá sức chúng tôi đành đi vay mượn tiền. Nhưng chú bác chẳng ai chịu giúp. Họ lấy cái cớ mùa này tôm cá chỗ nào cũng ít, nên họ cũng khó khăn như nhà tôi. Nếu muốn mượn tiền á, thì họ sẽ giới thiệu giùm qua nhà của bá hộ tam trong vùng. Cha tôi khi ấy thì một lòng muốn chữa bệnh cho em trai tôi, một phần nữa muốn sắm sửa thêm đồ nghề bắt cá, nên quyết định nhờ chú bác dẫn đi vay. Ông đâu có hề biết, chú bác tôi vốn cấu kết với nhà của bá hộ tam, chuyên dụ dỗ người trong vùng vay mượn lãi cao, vì họ cũng được hưởng một phần đó mà. Cha tôi không có được học thức nhiều đâu, và cũng do nóng vội nữa, nên chữ nghĩa ở trong giấy vay ông đọc chỉ một phần. Hôm ấy ông lại không dẫn tôi theo, vậy nên ông chấp nhận lăn tay ngay khi mà ông không hiểu rõ toàn bộ cái tờ giấy đó viết cái gì. Khi có tiền, cha tôi nhanh chóng đi mời thầy Lan về coi bệnh giúp. Quả là may mắn, sau khi được thầy Lan kịp thời cứu chữa, em tôi đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy sức khỏe của nó vẫn còn rất là yếu, phải uống thêm thuốc một thời gian nữa thì mới mau qua khỏi. Số tiền còn lại cho tôi đi mua thêm dụng cụ chài lưới. Nhưng mọi chuyện vốn như vậy thì chẳng thể thay đổi được. Cha và tôi vẫn chẳng bắt được nhiều cá dù có làm đủ cách. Một tháng sau đúng ngày phải trả lãi, từ sáng sớm, hai thằng lính của nhà bá hộ tam đã qua nhà chúng tôi đập cửa rầm rầm. Lúc đó nhìn kỹ vào cái giấy vay,
cha tôi mới biết mình bị lừa. Lãi thật sự cao đến mức khó mà tin được. Trong hai tên lính hung tợn cầm cả giáo mắt, cha tôi chẳng dám cãi bọn chúng tiếng nào về số lãi phải trả. Ông xin phép cho dời lại vài hôm, tìm cách xoay sở rồi gửi tiền lại sau. Nhưng bọn chúng một mực là không có đồng ý. Chúng tự tiện xông vào nhà lục lọi, ném phá đồ đạc. Những đồ nghề chài lưới mới mua, chúng dọn đi sạch hết. Thậm chí thấy chưa đủ, chúng xiết luôn cả chiếc vòng cẩm thạch, vật giá trị duy nhất của mẹ tôi. Cuộc sống gia đình lâm vào cảnh cực kỳ khốn cùng. Giờ cũng chẳng còn gì để mà bắt cá ngoài chiếc ghe cũ và tấm lưới rách. Cả một ngày chỉ được vài con tép, tất cả đều dành cho em trai tôi ăn. Khi đó, người tôi thì còi cọc, bụng lúc nào cũng đói. Đi theo cha thấy quả dại hay gì hốc được đều cho vào mồm. Khổ lắm cậu Hoàng ơi. Nhưng rồi sau đó mọi thứ cũng thay đổi một cách thần kỳ. Và một buổi chiều khi cha tôi đào tìm khoai chuẩn bị cho bữa tối, lúc đó tôi đã mệt lả vì đói và cả ngày quần quật mò tôm mò cá, nên tôi ở nhà cùng mẹ và em trai. Đi dọc theo bờ sông, cha tôi phát hiện nước hôm nay xuống nhanh hơn thường ngày, để lộ cả rong rêu sỏi đá, thậm chí là những khúc xương như xương người. Khi băng qua lùm cây đến gần một cái gò, được gọi là gò Thủy Tử, chắc cậu Hoàng cũng từng nghe qua đúng không? Nhưng cha tôi lúc ấy chẳng biết gò đất ấy là gì và nó hình thành ra làm sao hết. Cha tôi bước thêm mấy bước ra khỏi đám cây, ông chợt phát hiện ra một con cá trê rất là to. Nó to tới mức cả đời ông chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Vảy mình nó bóng sáng một màu vàng, trông rất là đẹp mắt. Thịt thì nhiều và săn. Nó nằm trên gò như bị mắc kẹt lại vì nước rút đi quá nhanh. Cha tôi là tính trong bụng sẽ tìm cách đưa nó về. Chắc chắn đêm nay và nhiều ngày tới, nhà sẽ có những bữa ăn ngon. Ông tìm đường leo xuống rồi lấy dao ra, bước tới gần con cá khổng lồ kia, thì đột nhiên từ mắt nó có hàng nước chảy xuống. Cha tôi vốn lương thiện và dễ rung cảm nên ông thấy thế. Ông nghĩ nó đang khóc, tỏ ý cầu xin là tha mạng. Cha tôi vội cất con dao, không còn ý định giết thịt của nó nữa. Ông bước tới gần rồi gắng sức lăn nó xuống lại con sông. Trước khi bơi đi khỏi thì con cá ấy quay lại nhìn cha tôi. Nó như đang cảm kích vô cùng. Nhưng cha tôi lúc này chẳng nghĩ nhiều. Ông coi như bản thân đã làm được một việc tốt, dẫu là người hay vật. Với ông, như vậy đã là đủ vui rồi. Ngày hôm sau tôi cùng cha lại ra khúc sông ấy để quăng lưới. Nhưng đã quen với việc chẳng bắt được gì. Tôi ngồi một chỗ cho qua cơn đói, nhìn cha làm rồi lát nữa tới phiên tôi. Bỗng nhiên, cha tôi nhăn hết cả da mặt. Tôi thấy cha đang gồng sức kéo lưới vào, việc tôi chưa từng chứng kiến trước đây. Ông gọi tôi lại giúp một tay. Tôi đứng phía sau cùng kéo, nhưng quả thực là mẻ lưới rất là nặng. Nó nặng tới mức dùng lực muốn bở hơi tay. Giây phút lưới lên, tôi và cha chẳng còn tin vào những gì chúng tôi đang thấy nữa. Ở trong lưới, nó tràn ngập tôm, cá, cua, ốc. Bọn chúng đều to tròn múp máp và đẹp mắt lắm kìa cậu Hoàng. Cha con tôi mừng rỡ ôm nhau, cả ai òa khóc lớn luôn. Thật sự, suốt cuộc đời này tôi chẳng thể nào quên được cái giây phút hạnh phúc đó. Những ngày sau, và cả những ngày sau nữa, cha và tôi đều bắt được rất là nhiều ngăn, như vô tận vậy đó cậu. Cha kể cho tôi nghe chuyện cha cứu một con trê khổng lồ. Cha nghĩ chính nó đã trả ơn bằng cái cách này. Tôi khi ấy nghe như vậy thôi chứ không có tin lắm. Tuy nhiên chuyện tốt đến thì cứ đón nhận. Nhưng tất cả những gì cha con tôi bắt được, cha đều đem thả xuống cái ao lớn ở gần nhà. Cha nói với tôi là cứ từ từ mà đem đi bán. Chú bác bây giờ không còn tin được vì họ đã lừa gạt gia đình của tôi.
Nếu như họ biết cút sông nhỏ này lại nhiều tôm cá tới như vậy á, thì họ sẽ nảy lòng tham và tìm cách giành lại. Nghe theo cha, mỗi lần đem ra chợ bán tôi chỉ mang một ít, chủ yếu lấy tiền đó mà mua thuốc men cho em trai và trả lãi cho nhà của bá Hậu Tam. Bữa cơm hàng ngày cũng đủ đầy hơn trước, có gạo ngon, có thịt thơm mà ăn. Đối với gia đình tôi như vậy là đủ tốt lắm rồi. Chúng tôi vẫn sống một cuộc sống mà không để cho ai biết chúng tôi đã sung túc hơn trước. Một buổi chiều nọ, khi cha tôi mang đồ cúng và nhang, ông một mình đi ra chỗ của cái gò đất. Ông muốn bái lại tạ ơn vị thần đã giúp cho gia đình quá nhiều thứ. Khi cây nhang cháy hết, cũng là lúc con trê khổng lồ ấy xuất hiện. Nó trồi lên mặt nước, và lần này, con trê ấy khiến cha tôi không khỏi sợ hãi vì nó nói được cả tiếng người. Nó giới thiệu rằng nó là thủy tử, linh thú của thần cai thủy vực, thống lĩnh trăm quân. Trong một lần giao chiến với các đại âm tà để bảo vệ thủy cung, nó bị đánh cho mất nghìn năm công lực, nên giờ mới tồn tại ở hình dạng nguyên sơ. Nó đang ngày đêm tu luyện nhằm trở lại hình người, sau sẽ hóa thần tiên. Nhưng để sớm thành người thì thủy tử cần được ăn cơm gạo của hạ giới. Nó xin cha tôi mang cho nó cơm gạo vào mỗi chiều, chắc chắn sau này sẽ báo đáp cho ông xứng đáng. Cha tôi nghe vậy cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều, thì ông liền đồng ý theo lời của thủy tử mà làm. Cứ tới chiều, cha tôi lại một mình đem cơm gạo ra nơi gò đất ở bờ sông. Tôi và mẹ khi ấy cũng chả hỏi gì, vì nghĩ cha đang nuôi cá ở cái ao gần nhà. Thời gian cứ trôi qua cho tới một ngày nọ, trong lúc cha tôi đang cho thủy tử ăn, nó bèn hỏi ông rằng tại sao ngày nào cũng chăm chỉ bắt được nhiều tôm cá, nhưng nhìn cha tôi vẫn ăn mặc rách rưới, sống tại nhà lá, chẳng lẽ nó chưa giúp đủ cho ông hay sao? Cha tôi chưa kịp kể lý do thì thủy tử đã vội ngỏ ý muốn tiếp tục đền đáp ân nhân. Nó nói rằng nó có một em gái cũng là thần tiên, cũng trong lần giao chiến với các đại âm tà. Chẳng may cô em bị hao tổn trăm năm công lực, trở lại dạng người, do vậy không thể tiếp tục sống ở thủy cung được nữa. Thần cai thủy vực đành hóa kiếp cho cô đầu thai để tạm thời sống ở dương gian cùng loài người. Và hiện tại cô ấy chính là con gái nhất của bá Hậu Tam, bằng tuổi tôi lúc bấy giờ. Trong mắt thủy tử thì cha tôi là một người rất đổi hiền lương, chất phác tốt bụng, lại còn siêng năng lao động, nên thủy tử muốn kết duyên cho cô em gái cùng cha tôi, để gia đình có cuộc sống sung túc hơn khi làm rể nhà của bá hộ. Nghe ý của thủy tử, cha tôi vội từ chối ngay. Ông nói ông đã có vợ và ông cũng lớn tuổi rồi, đâu thể cưới một cô gái trẻ như vậy. Nhưng con trê ấy một mực ép cha tôi phải đồng ý, nếu không là đắc tội với thần thánh, cả gia đình sẽ nhận lấy hậu họa. Trong vẻ tức giận của thủy tử, cũng như lo lắng cho vợ con ở nhà, cha tôi như bị dồn vào thế bí, ông chẳng biết phải làm gì vào lúc ấy nên đành ậm ừ gật đầu. Ngày hôm sau, cha tôi lại tiếp tục mang cơm đến cho con trê. Nhưng lần này ông không gặp nó mà gặp một cô gái đang ngồi ở bên bờ sông. Và không ai khác, đó chính là Thủy, con gái nhà của bá Hậu Tam. Trong nắng chiều sắp tắt, khung cảnh hững hờ, hai người như bị một ma lực kỳ lạ dẫn dắt, họ tới với nhau, và những chuyện ấy đã xảy ra ngay tại gò đất tầm tối. Những ngày tiếp theo, có khi cha tôi gặp thủy tử, có khi cũng có gặp và trò chuyện với con gái của bá Hậu Tam. Rồi một hôm, cô ấy nói với cha tôi rằng cô ấy đã có con với cha tôi, muốn ông phải bỏ gia đình mà theo cô ta. Cô ta không muốn làm thê thiếp cho người khác khi đang mang thân phận là một tiểu thư. Cha tôi thật sự rất bất ngờ, ông rối trí vô cùng. Sau tranh cãi thì ông vẫn không bằng lòng theo những gì cô gái kia yêu cầu. Cô Thủy hết sức tức giận, cô nói sẽ chấm dứt mọi nghĩa tình và gia đình tôi sẽ phải trả giá cho việc này. Ngày sau đó như thường lệ, cứ mỗi tuần tôi và cha lại cùng nhau mang mẻ cá lớn ra chợ bán.
Khi nhìn thấy mẹ cá của chúng tôi, ai cũng kinh ngạc cực kỳ. Hỏi ra mới biết, tất cả những khúc sông thời gian qua chẳng biết vì sao tôm cá ngày một vơi dần, chẳng ai đánh bắt được gì hết. Người nào ở vùng này cũng rơi vào cảnh khổ sở, kể cả chú bác tôi. Chưa xong chuyện đâu cậu Hoàng. Tới gần chiều thì tôi và cha hay tin mấy ông chú của tôi cố đưa thuyền ra xa bờ tìm chút hy vọng trong việc đánh bắt, mà không may bị lật, chẳng ai còn sống sót. Bấy giờ cha tôi bắt đầu suy ngẫm và hiểu thấu mọi sự. Ra là thủy tử đã mang hết cá từ mọi nơi đổ dồn về khúc sông gần rừng tá. Nhờ vậy chúng tôi mới bắt được nhiều tới mức không thể tin. Nhưng vô tình, điều ấy lại làm cho dân chài lưới xung quanh vùng rơi vào cảnh lầm than. Người bị liên lụy, người thì khổ sở, còn người thì khó khăn vô cùng. Cha tôi cảm thấy dằn vặt trước tình cảnh ấy. Ông bèn gom gần hết một khoản tiền dành dụm sang nhà các chú góp tiền lo cho hậu sự tươm tất. Những người từng lừa cha tôi thấy thế, họ không khỏi ngạc nhiên. Họ hỏi làm sao cha tôi có nhiều tiền như vậy. Cha tôi chỉ trả lời là tiền để dành từ lâu. Họ vừa áy náy khi nhận tiền, vừa dần cảm thấy thương mến gia đình tôi và biết ơn vô vàn. Nhưng chính họ cũng đâu có rõ lý do tại sao cha tôi lại làm như thế. Họ chỉ nghĩ cha tôi thật sự là người quá lương thiện và rộng lượng. Ngày hôm sau, lính nhà báo Hậu Tam lại đến ngày qua nhà tôi thu lãi. Lạ thay, lần này chúng đi chung với cả bọn cai trong vùng. Cha tôi vừa mang tiền ra, chúng đã bắt giao nộp thêm thuế thân. Chúng nói xuất đinh từ phương khác tới phải đóng thuế thân, với cái cớ vô lý là ngay ngày trình diện là phải đóng, chứ không có phải đợi tới mùa. Vậy mà giờ nhà tôi vẫn chưa đóng, cho nên phải chịu thêm một khoản phạt. Cha tôi hoảng hồn khi biết tất cả tiền nợ là một con số lớn hơn cả tiền dành dụm còn lại trong nhà. Ông đành vào trong lấy hết đưa trước để trả lại cho nhà của báo hộ, nhưng vẫn không đủ. Hẹn lính và các cai sẽ cố xoay sở để ngày mai mang phần còn lại, tiền xu và phạt đi nộp. Bọn cai bắt đầu to nhỏ với nhau. Chúng thấy thần thái của cha tôi rất bình tĩnh và lời nói có vẻ chắc như đinh đóng cột. Chúng nghi ngờ không biết cha tôi sẽ lấy đâu ra số tiền lớn chỉ trong một ngày để kịp giao cho chúng. Chúng bèn âm thầm theo dõi ở quanh nhà, xem cha tôi sẽ làm gì. Sau bữa cơm, tôi cùng cha ra cái ao gần nhà để vớt tôm cá đem đi bán. Bọn cai quan sát từ xa, chúng thấy tôm cá nhiều tới mức nhảy lung tung trên mặt nước. Thời gian này lại chả ai đánh bắt được cái gì hết, mấy thứ kia đang khan hiếm. Bọn cai liền sai người đi báo cho quan trên, ghép cho cha tôi tội đầu cơ tích trữ. Đến chiều, quân lính đến áp giải tôi và cha đi. Bọn chúng đánh đập, tra khảo chúng tôi rất dã man. Cha tôi chỉ khai là đánh bắt ở khúc sông gần rừng tá, nhưng chẳng có ai tin hết, vì khúc sông ấy trước giờ làm gì có thứ chi để bắt. Bọn chúng tiếp tục đánh đập cha con tôi suốt mấy ngày liền. Trong thời gian ấy, mẹ ở nhà đổ bệnh, lại không còn tiền để mua thuốc và thức ăn. Cậu cũng nằm liệt giường, chẳng thể chăm sóc cho mẹ. Khi có nhiều người đến khúc sông gần rừng tá để kiểm chứng, họ phát hiện tôm cá chỗ này rất nhiều là sự thật. Quan trên cuối cùng cũng chịu hạ lệnh để thả cha con tôi về, nhưng sẽ tịch thu nhà và chiếc ao vì tội không thành khẩn và trốn xu. Bên cạnh đó, cấm tuyệt phải ngưng nghề chài lưới ở khúc sông gần rừng. Vừa về tới nhà sau mấy ngày chết đi sống lại, tôi và cha hay tin sét đánh qua tai. Mẹ tôi đã qua đời. Nhiều người từng nhận ơn của cha tôi ngày trước ghé thăm. Họ phát hiện bệnh tình của mẹ, họ tìm cách giúp mẹ, nhưng không có còn kịp nữa rồi cậu Hoàng. Việc duy nhất họ có thể làm đó là giúp sức và ít tiền để cha tôi lo cái hậu sự. Đối diện với cảnh mất nhà, mất tài sản duy nhất là chiếc ao, vợ cũng mất, con thì bệnh nặng, cha tôi vô cùng đau khổ. Mọi thứ như quá sức chịu đựng của ông. Nhưng cha tôi quyết không nhờ sự giúp đỡ của họ hàng nữa, vì ông chẳng muốn phiền thêm ai. Những ngày tiếp theo, tôi, cha và cậu sống cảnh màn trời chiếu đất. Đêm đêm lại vào cái chòi hoang ngoài đồng để ngủ.
chúng tôi phải gặm khoai sống, rau dại qua ngày. Chỉ thương cho em trai tôi, nó vừa đói vừa đau nhức trong người vì bệnh càng thêm nặng. Cha tôi từ đau khổ dần chuyển sang thù hận. Ông nhận ra mọi bi kịch đều từ thủy tử và con gái bá hộ Tam mà ra. Cho nên ông quyết định sẽ báo thù. Chiều hôm đó, cha tôi xin được chút cơm và thức ăn ngoài chợ. Ông mang ra chỗ gò đất để tìm thủy tử và cho nó ăn như trước đây. Con trẻ ấy lại hiện lên. Nó đã biết hết chuyện. Từ việc cha tôi từ chối em nó cho đến việc giờ này ông trắng tay. Thủy tử xem đấy là quả báo mà cha tôi phải nhận, nên nó chẳng muốn làm gì nữa. Nó có vẻ đang rất đói, chỉ cắm cúi ăn những thứ mà cha tôi mang. Dưới nắng chiều nhá nhem, cha tôi lấy con dao ra. Canh lúc thủy tử không đề phòng, cha tôi liên tục đâm vô số nhát dao vào đầu của con trẻ ấy. Máu bắn lên tứ tung. Chưa khi nào ông lại trở nên điên cuồng như thế. Mỗi vết dao cắm sâu là một nỗi hận mà cha tôi muốn giải tỏa. Sau khi thấy thủy tử đã nằm bất động, cha tôi chạy về bảo tôi ra gò đất giúp ông một tay. Tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy một con cá lớn như vậy. Giờ thì tôi đã hoàn toàn tin lời của cha tôi kể trước đây. Trong lúc lôi xác con trê khổng lồ đầy máu me ấy, cha nói tôi nghe hết mọi sự. Ngay cả việc ông đã có con riêng với con gái của bá hộ Tam, nhưng ông bỏ hết, chỉ muốn bên mẹ và hai anh em tôi. Nghe tới đó thì tôi không trách cha, mà lại thấy yêu thương ông vô cùng. Tôi biết cha tôi như thế nào, tôi biết tất cả là do thủy tử gây ra. Tối hôm ấy chúng tôi được một bữa no nê. Nhìn em trai tôi mừng mà tôi rơm rớm nước mắt. Thịt của con cá khổng lồ ấy vẫn còn đủ để ăn trong những ngày tiếp theo. Riêng phần xương của nó, cha tôi chôn dưới đất gần căn chòi hoang. Ngày nộp lãi cho nhà báo hộ lại tới. Bọn lính mò ra nơi chúng tôi đang ở tạm. Chúng quyết đòi cho bằng được. Lần này còn có Thủy đi theo. Người con gái này liếc vào căn chòi, xong đảo mắt về phía em tôi nằm liệt trên mớ rơm cỏ. Và tôi thì ốm tông teo ăn mặc rách rưới. Cô ấy chỉ nhoẻn miệng cười. Sau đó cô ta cho lính trói tay cha tôi lại và bắt cha tôi phải về làm trâu làm ngựa cho nhà báo hộ để trả nợ. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ còn biết quỳ xuống van xin để đi theo cùng. Em tôi cũng cố lết ra cầu xin, nhưng cô ta không đồng ý. Bọn lính còn đánh tôi và em tôi vì kéo tay kéo chân của bọn chúng. Nhìn bóng cha dần xa khuất, hai anh em tôi ôm nhau mà khóc. Khuôn mặt lạnh như tiền lúc ấy của Thủy và sự độc ác từ cô ta, cả đời này tôi và cậu không thể nào quên được. Có những đêm chúng tôi còn gặp ác mộng khi hình ảnh cô ấy xuất hiện. Thời gian trôi qua, tôi cùng em trai sống nương tựa vào nhau ở căn chòi. Chúng tôi chẳng có cơ hội được thăm cha. Tôi xin đi chăn bò cho nhà họ Hàng. Tiền bao nhiêu tôi đều lấy mua thuốc và thức ăn cho em mình. Vài tháng sau tôi nhận được tin cha tôi bị hổ ăn thịt vì lên rừng tìm gỗ quý cho nhà của bá hộ. Tôi và em trai đã chấm hết hy vọng được gặp cha lần nữa. Những ngày dài đó chỉ toàn là nỗi đau buồn. Có một hôm tôi đi trên đê thì bắt gặp một người đàn ông. Người đàn ông này ăn mặc rất kỳ lạ. Ông ta bỗng hỏi tôi là có biết thủy tử không. Tôi chẳng vội đáp mà hỏi ông ấy là ai. Người này trả lời rằng ông tên là Hạnh, một vị thầy luyện binh lâu năm, thường đi đến các vùng để tìm linh vật. Ông nghe nói vùng này có thủy tử, một trong những đại linh vật sông nước, nên đến đây để tìm kiếm và hỏi thăm. Ông cũng nói thêm chỉ cần có bộ xương của thủy tử sẽ luyện và điều khiển được vạn thủy binh. Tôi liền thử nói với ông ấy, nếu tôi có thứ ông cần thì ông ấy có thể cho tôi ít tiền để mua thuốc cho em tôi được không? Thầy Hạnh cười. Ông ta đáp rằng đối với ông, tiền là vật ngoài thân, muốn bao nhiêu cũng có, thậm chí là giúp nhà tôi giàu đến tận ba đời. Nghe như vậy thì tôi vội vã dẫn vị thầy tới chỗ cha tôi từng chôn xương của thủy tử ngay. Ban đầu thầy Hạnh không tin, nhưng khi nhìn thấy nó, ông ấy mừng rỡ như vớ được vàng.
Thầy Hạnh có hỏi về nguyên nhân tôi biết thứ này ở đây, nhưng tôi chỉ trả lời vắn tắt là cha tôi bắt được thủy tử lúc cha còn sống. Vị thầy hơi kinh ngạc vì sao thủy tử lại dễ dàng bị giết đến như thế, nhưng tôi bảo tôi không biết và thầy cũng chả hỏi gì thêm. Ông ta rất nóng lòng, ông chẳng chần chừ mà cúi xuống dùng tay thu gom ngay. Khi đã có được thứ ông ấy ước ao suốt nhiều năm qua, vị thầy này là người rất giữ chữ tín cho nên liền muốn trả ơn cho tôi. Nhưng ông ta bảo cần phải dùng mớ xương này để luyện thủy binh trước. Chỉ cần có thủy binh, xem như là nắm cả thiên hạ. Thủy binh luyện cũng không khác âm binh là mấy, nhưng quân được tuyển bằng cách dùng xương thủy tử để dẫn dụ. Tôi thật sự không rõ cách thức tại hành thực hiện thế nào, cũng không rõ việc này sẽ mang tới hậu họa ra sao. Tôi chỉ biết những thủy binh được tuyển chọn là các đại tinh tà hoặc là tà linh khử dưới nước, chủ yếu là ma gia sống lâu năm, người chết đuối thành vong dữ, các nàng, thậm chí là cả các con thuần luôn. Tất cả chúng đều có tại khúc sông này, rồi nhiều vô số kể. Đó cũng chính là lý do thầy Hạnh quyết định ở lại đây tu luyện, không có đi đâu hết. Mấy ngày ấy thì thầy Hạnh thường bảo tôi đi cùng, phụ giúp ông việc lặt vặt như khiêng vác đồ cúng và trà nước. Thầy luôn cho tôi ít tiền vào cuối ngày và hứa sẽ cho nhiều hơn gấp vạn lần như vậy khi mọi chuyện xong xuôi. Rồi một hôm nọ khi thầy Hạnh dẫn tôi đến rừng câu, nơi này bây giờ vẫn còn hoang vu lắm cậu Hoàng ơi, chưa có ai tới sinh sống hết. Tại đây tôi thấy một ngôi nhà rất lớn và khang trang, vì thầy bảo ông ta đã tu luyện thủy binh thành công. Thời gian qua nhìn tôi sống cảnh chật vật ở chòi hoang, ông thật sự không đành nên quyết định tặng cho tôi một ngôi nhà tráng lệ này. Vào bên trong tôi rất kinh ngạc khi thấy đầy tiền vàng, thóc gạo phơi mình trên sân. Tôi có hỏi ông ta là những thứ này ở đâu mà ra. Thầy Hạnh đáp, ông đã dùng thủy binh để xây dựng ngôi nhà và sai họ đi lấy của cải của bọn cường hào trong vùng như Bá Hậu Tam về đây. Nghe thấy thế tôi vừa mừng vừa lo sợ, nhưng thầy Hạnh hướng dẫn cho tôi từng đường đi nước bước để có thể giữ vững tài sản trong tay qua nhiều đời, mặc cho thời cuộc trong tương lai gần có thay đổi ra sao. Khi đã thấy hoàn tất việc ơn nghĩa với tôi, thầy Hạnh tạm biệt tôi và rời khỏi. Nhiều năm trôi qua, mọi thứ bây giờ vẫn ổn định. Cầu hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi thì lấy vợ, thuê người làm, đi mở rộng mối quan hệ với cả quan lại. Cuộc sống của tôi rất đổi an nhàn khi sống tại ngôi nhà này. Còn bọn cường hào ác bá một thời thì ngày càng nghèo túng. Dân ai ai cũng mừng khi không còn bị chúng đè đầu cưỡi cổ. Và tôi còn dùng tiền cho người nhà mượn làm ăn, giúp cả dòng họ này thêm phần lớn mạnh. Đây quả thực là những bí mật tôi chẳng bao giờ dám kể cho ai nghe. Nhưng như cậu cũng biết, không có cái bình yên nào kéo dài mãi mãi. Đêm hôm ấy mưa dằn kín lối, tôi ngồi trong hiên nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Lẽ ra tôi sẽ bảo kẻ ở ra xem, nhưng vì linh cảm tôi quyết định tự thân mình. Chạy ra, tôi vô cùng hoảng sợ vì thầy năm nào giúp tôi đang nằm ở ngay trước cổng nhà. Người ông ta bầm dập, máu me bè bết. Kế bên ông ta còn có hai cái hũ lớn, không biết chứa gì. Vị thầy bảo ông ta đã bị thủy binh hành xác, chỉ còn đúng một canh giờ nữa ông ấy sẽ phải chết. Nhưng trước khi lìa trần, ông ấy cố gắng tới gặp tôi để nhờ tôi giúp chặn đứng đại nạn cho cả vùng này. Tôi đưa thầy Hạnh vào trong, lau mình mẩy cho thầy, nhưng ông ta chẳng còn nhiều thời gian, hối thúc tôi dìu đến căn kho ở sân sau. Ông nói rằng luyện binh bằng thủy tử đúng là con dao hai lưỡi. Chính ông ta đã không lường trước được điều này. Do tham vọng luyện nhiều binh, thầy Hạnh dùng rất nhiều linh khí bên trong cốt thủy tử, đến mức lỡ dùng cả oán khí lúc nào không hay. Phần oán khí này chất chứa nỗi hận thù về việc thủy tử bị cha tôi sát hại, nên binh sau khi luyện bằng oán khí, chúng tấn công ngược lại thầy Hạnh, thoát khỏi âm, sau đó đi tìm kẻ đã giết thủy tử để đòi mạng. Tuy nhiên thầy Hạnh đã dùng thủy binh luyện từ linh khí để ngăn chặn. Đấu với chúng một trận,
và kết quả là chúng bị quân Thầy Hạnh đánh cho tan tác. Nhưng một số kịp trốn vào địa la rồi biến mất. Sau, luyện âm binh từ linh khí nhận ra đã đấu với quân cũng từ thủy tử. Chúng nổi giận bắt đầu hành xác của vị thầy. Ông cố gắng dùng thuật nhốt chúng lại và niệm nhiều bài chú cho chúng nguôi giận. Nhưng âm độc đã ngấm vào cơ thể. Toàn thân ông bắt đầu sưng tím và rỉ máu, đi đứng khó khăn vô cùng. Thầy Hạnh cố tới đây để giao cho tôi âm binh và phần cốt thủy tử còn lại. Nếu như không làm vậy, âm binh chẳng ai kiểm soát. Chúng sẽ phá hoại gây đại nạn cho bá tánh. Ông nói khi trong nhà phát hiện ai đổ bệnh mà chẩn không ra và thấy chim sa cá lặng, tức là đám binh luyện từ oán khí đã hồi phục, quay lại để báo oán. Chúng sẽ tập hợp thành đại trùng tang, đoạt mạng những người cần phải trả giá trong gia đình tôi. Thầy Hạnh bảo, nếu chuyện ấy xảy ra, hãy nhờ vị pháp sư nổi danh nhất trong vùng mà giúp đỡ. Bảo pháp sư triệu thủy binh mà dùng, vì chỉ có thủy binh mới đủ mạnh mà đấu với trùng này. Khi đã dặn dò xong, thầy Hạnh bắt đầu đưa hũ chứa binh vào trong kho. Ông sử dụng phần pháp lực cuối cùng để biến kho thành nơi nuôi âm binh. Lúc hoàn tất, thầy Hạnh đóng cửa kho lại, dán bùa, dùng xích và dặn tôi cứ đến rằm phải cúng kiến để cảm hóa đám binh này, chờ ngày sau còn sử dụng. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất vẫn là chiếc hũ đựng cốt của thủy tử. Thầy Hạnh nói, cốt này sẽ giúp điều khiển âm binh trong kho sau khi pháp sư triệu chúng. Do vậy, cần phải giữ gìn cẩn thận một nơi riêng biệt, tránh để lọt vào tay những thầy luyện binh khác, và đặc biệt là không được để lọt vào tay người phàm, sẽ gây nên đại họa khôn lường. Thầy Hạnh bảo tôi lấy giấy bút ra, ghi chép những việc cần làm với hũ cốt thủy tử này. Tôi phải xây dựng một nhà rường đặt ở phía tây của cửa làng, càng gần nghĩa địa dòng họ thì càng tốt. Đằng trước phải xây miếu nhỏ thờ thủy tử, bên trong bài trí theo lời của thầy Hạnh. Sau cùng thì chôn hũ cốt phía sau nhà rường. Việc này sẽ tạo ra một trận đồ trấn yểm gọi là trực quái, khiến linh khí từ cốt thủy tử bốc lên được phủ chú, giúp ngăn chặn việc các bậc tu hành hoặc ma quỷ nhận ra mà tìm tới. Tuy nhiên, thủy binh vẫn biết được linh khí của cốt thủy tử tỏa ra ở đâu nếu họ thoát khỏi cái kho đó. Và để tránh bị dòm ngó lúc xây dựng, tôi còn nói với mọi người đấy chỉ là đền thờ của dòng họ mà thôi. Còn những chuyện về thủy tử hay âm binh nuôi trong nhà thì nên bóp méo và thiêu dệt càng khác đi càng tốt, không để cho ai biết sự thật đằng sau. Khi đã căn dặn xong xuôi rồi thì thầy Hạnh cũng trút hơi thở cuối cùng. Vừa rồi Nguyễn Nguyễn mới đọc xong cho các bạn chương thứ 6 trong bộ truyện Tang Trùng Tang của tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa. Và trong sau khi mà thu xong cái chương này thì trời ơi, phải nói là rất là đau cổ họng luôn. Tại vì cả một cái đoạn cuối nó rất là dài á, là phải kể qua thông qua cái lời, thông qua vai của cái ông cụ Quang. Là ông cụ đã rất là già rồi cho nên là mình phải gằn giọng xuống để làm cho giọng nó hơi khào 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 đi. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn Nguyễn thì hãy nhấn like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Nguyễn Nguyễn để có thể có sức khỏe và ra được nhiều clip nhiều hơn, cũng như là cái ủng hộ tinh thần á. Và có một cái điều muốn chia sẻ đến với mọi người là sắp tới ở trên kênh Hồ Sơ X này, ngoại trừ những cái mình đọc lại mấy cái Urban Legends, ngoại trừ đọc lại những cái câu chuyện nó giống như thế này á, Tang Trùng Tang, câu chuyện của quỷ, thì mình còn tính làm thêm một cái chuyên mục. Cái chuyên mục này thì mình không có ngồi đọc đâu, mà mình sẽ đóng vai trò là một người dẫn, là host á. Và sẽ có mỗi một cái chương trình, mình chưa có nghĩ ra tên chương trình đó, nhưng mỗi số thì nó sẽ có một cái khách mời. Và những cái khách mời này là những người đã từng trải qua những cái câu chuyện tâm linh. Và như các bạn cũng biết là mình có một cái kênh kể chuyện ma có thật là Nguyễn Nguyễn á. Thì những cái bạn nào mà có những cái câu chuyện tâm linh, các bạn đã từng là chuyện có thật luôn nha, thì Nguyễn Nguyễn sẽ mời các bạn tới và mình sẽ là người ngồi phỏng vấn các bạn, hỏi các bạn và điều tiết cái mạch của câu của cái suốt một cái buổi ghi hình nó như thế nào. Còn cái người kể chính vẫn là những cái người trong cuộc, họ sẽ kể lại dựa trên cái góc nhìn của họ chứ không phải thông qua lời văn của Nguyễn, giống như là ở trên kênh kể chuyện ma có thật. Và mình cũng muốn làm cái này lâu rồi, giống như dạng phỏng vấn gọi là người thật việc thật luôn á.
Nhưng mà không biết là ý kiến của các bạn như thế nào, thì nếu mà các bạn có đóng góp gì thêm hoặc là có những cái góp ý hoặc là một cái chủ đề nào hoặc là một cái dạng chương trình nào mà muốn Nguyễn làm á, thì hãy comment ở bên dưới phần bình luận ha. Và tất cả những cái điều đó, những cái sự tương tác đó là cái niềm động lực rất là lớn cho Nguyễn luôn. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.